Thầy cho em hỏi thầy vậy không? Thầy thầy nghĩ gì về luật nhân quả thầy? Nhân quả, nhân quả là gì? Ví dụ như cái tội nhất là trộm cướp, tà dâm, nói dối, rồi giết người cướp của, là cái phạm là là có phạm tội. Thì khi mà phạm nó đó thì cái lực nhân quả thì nó thì nặng nề anh thầy. Thì cái đó là cái nghiệp mình mỏng hay dày, sâu hay cạn. Hay vấn đề đó là tự đến, ví dụ như người đó làm việc ác nhiều quá, từ đó tự nhiên cái đột quỵ chết, đột máu não chết, tăng xong chết, hoặc là đi ra đường nhiều khi tự nhiên cái mình đi ẩu, xe đụng chứ không phải người ta cố tình đụng mình. Rồi hoặc là đi sông, đi suối tự nhiên mình đi tắm, tự chết. Rồi hoặc là mình có những cứ nghĩ cái nạn tự nhiên cái cây trên đâu tự nhiên nó không rớt mà tới mình, cái tự nhiên cái mình chết, còn ta lại đó nãy giờ không chết, tới mình cái tự nhiên cây đâu ngã rớt xuống chết. Đó, thì đó là tự chết, tự mình bệnh hoặc bệnh ung thư hoặc những căn bệnh nặng chết trẻ. Ví dụ như giờ ta, tại sao người ta già cũng bệnh ung thư mà mình mới có hai mấy bệnh ung thư, cái chữa bệnh thôi nhiêu cũng không hết. Cái bệnh từ trong người ngoài ra là nhân quả, nhiều sinh ra là chết liền, không luận già trẻ bé lớn. Còn nhân quả nữa là khi chết rồi phải xuống đạo Phật á, bên Bắc Tông nó là 18 tầng địa ngục, thì tội nào thì sẽ chết gì theo đạo đó, theo cái nghiệp đó. Còn vấn đề mà phạm tội thế gian á, giết người cướp của thì trộm cướp cũng ra công an và nhà nước xử lý, và nói về giết người cướp của cũng nhà nước xử lý, có cái địa ngục trần gian là gì? Phạm tội pháp luật là nhà nước phải xử theo pháp luật, dù đời hay đạo giống nhau. Như thầy bây giờ là thầy là thuộc sự quản lý của giáo hội Phật giáo Campuchia, thì theo thầy thì giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có nói gì thầy, thì theo thầy có quyền không, có quyền nói không? Được chứ. Cái đó thì là mình phải không hiểu mà chưa hỏi rõ thầy, hoặc thầy có rồi mà chưa có, là vi phạm pháp luật rất nặng, chưa tìm hiểu người ta rõ. Hoặc là ví dụ như giáo hội có nghi ngờ gì thì đơn giản sẽ giáo hội hoặc một thầy nào đó mời lên chùa, nó thầy ơi thầy, chỉ đơn giản giáo hội giờ yêu cầu thầy, thầy có cái giấy giờ gì rồi á, thầy có thể photo hoặc thầy công chứng một cái giấy đó để nộp về giáo hội, hay gửi bưu điện cũng được, thì gửi về cho là biết, và rồi người ta sẽ đi trực tiếp qua nước đó, người ta tìm chủ tịch có xác nhận chưa, có giấy tờ chưa, thì sau đó mình mới công bố, mình nói con này giáo hội cũng ẩu mà trụ trì chùa pháp cũng ẩu, thầy có giấy tờ đầy đủ. Theo thầy thì những thời gian vừa qua họ nói ra những điều gì mà thầy thấy không đúng vậy thầy? Rất là nhiều, nhưng mà thầy từ bi bỏ qua. Thầy có thể kể ra một số điều mà thầy nhớ được không? Thứ nhất là thầy cay đắng nhất là thầy phạm tội chân tính. Thì thầy đã rời khỏi ngôi chùa đó, thầy đã tìm một thầy khác để tu, và tìm một tổ khác để làm giấy tờ, và tìm một giáo hội khác để làm giấy tờ thủ tục đầy đủ, thì thầy phạm tội không được, ví dụ như nhắc về tới thầy nữa, và cổ không nói tốt xấu về tới thầy nữa, và thầy cũng đâu có về chùa đó đâu, là nói với đệ tử chùa đó đó, dù có giấy tờ chùa mình rồi mà khi ra khỏi chùa rồi thì không có quyền nói là đệ tử chùa mình là giả danh hay là người không có giấy tờ, đâu biết đâu. Nhiều khi sáng nay thầy không có mà chiều nay thầy đi chạy giấy tờ là có rồi, hoặc ngày mai bữa nay thầy không có, ngày mai thầy đi chạy là có rồi. Giống như giấy tờ nhà mình đi chưa có giấy phép xây dựng mà ngày mai mình đi chạy giấy phép xây dựng là mai hoặc mốt hoặc tháng sau có rồi, khi lúc mình gặp thì không có, nhưng mà khi mà mình gặp trở lại lần kế hai là ta có rồi, mà mình dẫn chữ thì mình lại là sai. Rồi còn cái điều gì nữa không thầy? Còn điều nó tóm gọn là cái gì giáo hội đúng hay sai thầy sẽ bỏ qua hết, giờ làm sao mà sống là con người tốt. Trời thượng tọa cũng thầy cũng không có hạn khù, không nhắc tới thượng tọa chân tính nữa, nếu cần thì cứ alo Phúc ơi mày về đây tao biểu, thầy sẽ có trước mặt ở nhà ổng nghe. À, giờ mày muốn cái chùa này không? À, muốn về chùa này làm cái gì không? Nhưng mà thầy nói muốn về là thầy chỉ có mời thầy thuyết pháp. Thầy muốn thuyết pháp cho Phật tử thì thầy đã thành tài, trình độ có bằng cấp rồi. Thầy muốn làm giảng sư để thuyết pháp cho Phật tử nghe. Nhưng mà khi giảng rồi trụ trì đừng chắc thầy hiểu được hai tông phái, thì thầy có thể hướng dẫn theo tịnh độ, theo thiền tông, theo năm tông, theo phái ăn mặn và ăn chay. Nhưng mà khi giảng để cho Phật tử rút kinh nghiệm, chứ không phải là đá đẩu giữa ăn chay và ăn mặn. Thì giải thích cho cái ăn mặn vậy, ăn chay vậy, để cho người ta nắm kiến thức, người ta hiểu. Thầy cho con hỏi một xíu, tại vì hiện tại bây giờ là tiêu điểm là tiêu cực ở trên mạng á, rất là nhiều người là không thích cách cư xử và lối sống văn hóa của thầy ấy. Thầy có sợ ra đường bị người ta? Thầy bảo đảm ra đường không ai làm gì, tại vì
chỉ có trong giáo hội với giáo hội thù nhau thôi, là hại với hại cũng trong giáo hội hại thôi, chứ còn người đời hay người hoài người ta không phải chuyện của ta. Giống như mình người đời, ông sư ông tu sao kể ổng, ổng giữ giới không, không giữ cơ à, ông tu còn vụ ông phá ngủ chung hay phá giới đằng chi, kệ ổng. Ổng ổng mà giáo hội mà biết được thì cái chuyện đó à, tự người ta nói nhỏ là về tới chùa người ta không cho ổng ở chùa đâu. Thầy nghĩ là đi cả nước và thế giới người ta không bao giờ đụng ông sư. Thì ví dụ đè điện thầy thì không bắt máy, hoặc thầy nói tôi với anh có quen không, mà không quen thôi mình không nói chuyện. Còn tin nhắn nào hay là đe dọa thầy? Có rất nhiều, nhưng mà thầy nói giờ tôi với anh chưa quen biết và anh cũng chưa hiểu đạo thì tôi không cảm cho anh đừng làm phiền. Sơ một vài tin nhắn mà thầy nhớ người ta đe dọa như thế nào không thầy? Không, không nhắc lại, mình tu rồi tha thứ cho họ. Họ có nói chữ bên mình nói mô Phật, cảm ơn anh chữ tôi đã xóa một nghiệp tôi anh tiền kiếp, quá khứ vị lai tụi anh mắc nợ. Vậy là rất là nhiều tin nhắn là trường thầy xuất phạm đến thầy đúng không thầy? Đúng rồi, nhưng mà thầy yêu người đó, người đó về thầy sẽ nói một tay thầy cảm ơn anh đã chữ cho tôi thức tỉnh và anh cũng thức tỉnh. Thầy không sợ những điều đó xuất hiện sự thật đấy, thầy ra ngoài đường người sẽ gặp người ta làm gì thầy sao? Thì cái đó thì do xúi dục người xấu, người xấu. Ví dụ như giờ hỏi thầy cái pháp môn đó tu làm sao không đúng thì thầy trả lời đúng rồi thôi, rồi giải qua rồi biết không biết gì cũng đâu có gì hận thù. Mà thầy với ổng cũng đâu có cái gì mà hồi nào giờ đâu có tranh chấp vậy gì, đâu có cướp giật, đâu có hiếu nợ, rồi đâu có làm gì nhau đâu mà ganh ghét. Phải giữa cái hận thù gì mới ghét. Còn cái việc tôn giáo với tôn giáo người ta xử lý nhau. Ví dụ như giáo hội này đúng, giáo hội kia sai thì người ta sẽ mời hai giáo hội ngồi chung một bàn để tâm sự và trò chuyện nhau. Tự nhiên vì một việc nào đó, tự nhiên mình người đời mình có biết gì dưới luật nhà Phật đâu. Ví dụ Nam Tông mình cũng không biết, mà Bắc Tông mình cũng không biết, rồi cái vấn đề mà ăn uống mình cũng không biết. Hiện giờ mình tự nhiên cái người đời mình thấy vậy, người ta nói vậy cái mình đùng 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 lên, mình ghét ông thầy đó, mình điện mình chửi. Rồi cái đạo Phật người ta cấm uống rượu, mình rủ uống rượu sao uống rượu. Đạo Phật người ta cấm uống bia, mình kêu uống bia sao uống bia. Còn đạo người ta ăn thịt cá sao mình không cúng. Ta thích ăn thịt thì mình cũng thịt, ta thích ăn chay mình ăn chay. Thích gì cho đó, mình không có gì mà ngán hết. Nữa trong đạo Phật cấm châm dục rồi cấm chơi gái, cấm lấy gái. Thầy với tính tới bà. À thầy cúng trai thì thầy lấy chứ gái thì không lấy. Nữa, phải nói thầy... không phải lấy mà kêu bằng à, nhận tất cả được. Người nam, nhận tất cả. Nhận tất cả Phật tử nam. Vậy không chứ mình đừng có kỳ. Không có dùng sai từ. Cứ được phụ nữ cứ muốn lấy thầy không. Nó vậy. Thầy không muốn lấy đâu. Ở vậy gài vô dính liền à. Thầy. Nếu thầy lấy thầy nha. Lột cửa áo ra. Em và anh đi ra đường bỏ chùa mà đi. Đúng không? Nếu mà lập gia đình thì mình cũng phải làm lễ ra đã. Thầy có nghĩ là tương lai mình sẽ lập gia đình không thầy? Không. Thầy thì tu suốt đời rồi. Nhưng mà thầy giải thích theo tông phái mà tu được phép lập gia đình là tu có quyền ra đời. Chứ còn thầy đã tu suốt đời, cho thầy nguyện thầy muốn tôi lớn, thầy muốn ban tôn giáo chính phủ quản lý các tôn giáo và thầy gì chủ tịch giáo hội và thầy là một tiến sĩ, một giảng sư nổi tiếng nhất mà thầy nhất quyết thành Phật luôn. Mà giờ thầy lấy vợ sao? Đôi khi xuất hiện một cô gái nào đó làm thầy động lòng, thầy bỏ tất cả mọi thì phải nhắm mắt lại. Em ơi, em tha cho anh Vương. Sao em trước mặt anh làm anh liếm liếm, em xa tôi ra, tôi không muốn gặp em nữa. Em đừng đến lúc trước mặt. Trái tim và thắng lý trí của thầy thì sao? Thì là cái hàng rào ngăn chặn. Yeah. Mình phải biết cách ly và mình không gặp nữa. Em đừng gần bên anh, làm cho anh quyến luyến và đau khổ. Anh để cho anh thành Phật và anh tu. Anh muốn độ cho hết chúng sanh trong cõi đời này. Mà cứ em quyến luyến và làm cho anh phá giới và ra đời là em là một nghiệp lực rất là đau khổ. Thầy có nào đi ra đường mà thấy một cái nam vương nào đó mà thầy quyến luyến không? Thầy nhìn theo hoài không? Nhìn thì nhìn nhưng mà không có tình cảm. Cái đó là mình muốn làm bạn. Thấy đẹp quá mình muốn làm bạn. Thì mình bạn đây là cái sắc đẹp. Thì cái bông đẹp ai không thích à, trai đẹp cũng thích mà cái đẹp cũng đẹp. Nhưng mà mình không muốn chiếm đoạt thân thể người khác. Và mình không muốn lấy cơ thể người khác. Còn muốn lấy thì phải làm cái giấy thỏa thuận. Thỏa thuận ngầm đúng không? Bởi vì cũng yêu luôn nè. Nhưng mà chưa đủ tiêu chuẩn của thầy, cái này không đủ thì đó thầy đã rồi mà cứ hỏi hoài. Cái này yêu 50%, nếu mà bây giờ tăng lên số đo và không giờ người ta có đồ máy kéo chân dài ra
thẩm mỹ lại toàn thân. Thẩm mỹ lại. Em về em gửi anh trai cho thầy, thầy có nhận không? Chỉ tất cả theo điều nhận, nhưng mà quy định của Phật giáo hiện nay các chùa vùng quê ngoài tỉnh, gửi anh trai riêng cho thầy chứ mà những cái nơi mà không khó gửi khăn á, gửi anh trai, anh trai là riêng cho thầy ạ. Là có nghĩa là dưới bằng cấp 3, không có bằng cấp 3 cũng nhận, còn nói gì 24 quận huyện thành phố trung ương thấp nhất phải hết cấp 3 rồi học hết đại học mới được vào vào chùa tu và xuất gia. Vừa qua thầy có coi một cái clip nói thầy, nói chung là dùng những cái từ ngữ thậm tệ nói thầy biến thái này kia, thầy cảm thấy như thế nào? Thì nói tóm gọn là đối với thầy nào vừa tu quá nhiều gặp nạn rồi, gặp nhiều đau khổ và gặp nhiều cái cảnh rất là nghiệp nặng và gặp nạn rất là lớn, nên giờ thầy nói là dù giữ chữ trước mặt hay sau lưng là chuyện với thầy coi như không có gì, giống như con khỉ chuyện cành, không nghe không thấy không biết, bịt mắt lại không thấy người ta, bịt lỗ tai lại không nghe người ta nói, bịt miệng lại là không được, có nghĩa là nói lưỡi hai chiều qua hay là nói những lời khô ác hay nói được cái gì không tốt, không nghe không thấy không biết. Thầy còn thời gian vừa qua thì thầy có nghe thầy Thích Nhật Từ có nói gì thầy không? Có. Ông nói thì thấy như thế nào? Thì thôi giờ coi ổng bỏ qua đi, rồi giờ coi từ nay trở đi ổng có cái gì sám hối và ổng có thể là nghiên cứu lại cái kinh sách sử để nói làm sao cho đúng là được rồi. Thầy cái chuyện gì qua cho qua đi. Thầy có muốn nhắn gửi gì tới ổng không? Thì thầy thầy cứ là giờ tu rồi anh Nhật Từ ơi, giờ anh với tôi là anh em cùng bạn đồng tu, mình bắt tay nhau giải hòa, nhưng mà anh yêu cầu anh giờ chúng ta phải ôn lại năm tông và anh phải khiết cho thật giỏi về kinh năm tông, có những giới cấm gì thì anh là tiến sĩ mà giờ anh không nắm dưới lực của năm tông và bắt tông thì ai trình độ của anh không xứng đáng là một vị giảng sư và không xứng đáng là hiệu trưởng trường học, của anh cũng không xứng đáng là một người tu. Nếu tu phải nắm rõ lực của Nam Tông và Bắc Tông và Đức Phật ngày xưa, và ai ai không được chê trách chai và không được chê trách mặn, và cũng không nói chuyện mà ông giấu cái vụ mặn không dạng, phải có mặn trong đó mới được. Theo thầy thì cái trình độ hiểu biết của ông là còn hạn chế hả? Đúng rồi, ông mới... do là tóm gọn là thầy khuyên cố gắng bồi dưỡng cái sức khỏe, bồi dưỡng cái kinh sách và bồi dưỡng cái việc mình mà nghiên cứu về Phật học. Thì nhất thầy Nhật Từ giờ yêu cầu bỏ hết chức vụ hiện nay, qua Thái Lan, Ấn Độ học 5 năm, 10 năm nữa trở về, rồi sau đó sẽ bổ nhiệm thành sắc khác. Giờ nếu mà có những cái chấp đó thì có thể bỏ qua. Tôi sẽ vòng tay ôm anh một kỷ niệm như mình là bạn thân. Dù anh lớn cấp mấy không quan trọng, nhưng mà cần cái sự yêu thương nhau và tình cảm với nhau. Có thì cái gì cũng phải có lúc.